Vừa mới tiếp nhận một con iPhone 12 Pro Max để thay lưng cho em trai. Em trai này trước đây có sửa máy vô nước bên mình, xài một thời gian ok ngon lành thì va đập khá mạnh dẫn đến bể lưng anh em. Anh em thấy bể mức độ này là khá mạnh, bởi vì cái lưng của iPhone nó cứng cáp hơn lưng của Android khá nhiều. Đó, anh em mà bể tới mức độ này hình đánh giá là một lực va đập mạnh nè. Đó, thì hiện tại cái vấn đề vào nước và em xài một thời gian lâu bữa giờ là máy ổn định hết rồi, nay thì dính thêm cái cú này đó. Hy vọng rằng nó không có chấn động và không có phát sinh gì thêm những cái vấn đề lỗi bên trong. Hiện tại thì tính năng mình test ok, mình sẽ tiến hành thay nắp lưng cho em. Khi mà anh em sửa chữa bên mình thì có một cái được gọi hình xem là ưu điểm một xíu ha, đó là máy nào anh em đã sửa bên mình dù ban nặng nhẹ thì bên mình là làm full bệnh từ A đến Z, nên là trong suốt quá trình em dùng máy có thể anh em gặp qua một cái lỗi khác thì mình vẫn hỗ trợ được cho anh em, mình vẫn giải quyết được cho anh em với cái chất lượng tốt nhất, và quan trọng là mình sẽ hỗ trợ cho anh em về mặt chi phí đó. Đó gọi là cái hệ sinh thái khi mà mình xây dựng xung quanh một cái máy. Như cái máy này sửa vô nước vốn trước đó là cũng thuộc dạng là ban lớn rồi anh em, không nhiều nơi nhận sửa những ca lớn như thế này. Bây giờ nó qua cái bệnh bể nắp lưng này thì là một vấn đề nhỏ hơn đó, nhưng mà máy mình đảm nhận thì đương nhiên mình sẽ kiểm tra đòi lại tổng quát hết cho anh em. Rồi ok, anh em cần thay nắp lưng 12 Pro Max cứ liên hệ với Thịnh. Bye bye anh em.